Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên channel của Phong DIY. Tiếp theo video ngày hôm nay thì mình sẽ review một cái sản phẩm mới của mình, đó chính là chiếc nguồn đa năng có điều tốc, hay gọi là nguồn adapter có điều tốc. Thì mình sẽ đi giới thiệu chi tiết về cái sản phẩm này cho các bạn xem. Đầu tiên, cái phần thứ nhất thì mình sẽ giới thiệu cái thông số bên ngoài của nó. Thì cái chiều dài của nó là khoảng 12. Chiều rộng của adapter sẽ là khoảng 50. Độ dày của nó là 30. Chiếc quần chuẩn 50mm các bạn nhé. Trên thị trường này có rất là nhiều các loại nguồn để cho các bạn có thể chạy được các loại động cơ 12V. Thường thì để hoạt động được các cái động cơ này này là động cơ 12V như 75-895 hay các động cơ 395 thì mình sẽ sử dụng các cái loại nguồn như là aqui này, nguồn tổ ong này, hoặc là pin 3S. Ngoài ba cái loại nguồn này thì mình sẽ bổ sung thêm một cái nguồn nữa, đó chính là bộ adapter đa năng có điều tốc. Thì cái thông số của nó các bạn sẽ nhìn ở phía sau này. Ở đây nó thể hiện là 3 đến 24V với dòng là 2.5A. Như vậy công suất của nó rơi vào khoảng 24 × 2.5 sẽ ra được cái công suất tối đa của cái bộ nguồn này. Và cái điều đặc biệt và mình thích nhất trên cái bộ nguồn này đó chính là cái đồng hồ LCD hiển thị cái von. Các bạn để ý là thường ấy, các bạn sẽ căn vào những cái phím ở trên cái volume này, nguồn này này, các bạn có thể dễ dàng theo dõi cái số von nó hiển thị ở trên đây, rất là tiện dụng. Chức năng của bộ nguồn này thì nó sẽ chuyển điện 220V AC thành điện từ 3 đến 24V DC đấy, để hoạt động các cái động cơ như thế này. Có một cái điều tiện của cái nguồn này là các bạn có thể tùy chỉnh cái số von ở trên cái nguồn. Nó sẽ dao động tối thiểu từ 3V lên tối đa là khoảng 24V. Với cái nguồn này và dòng xả này, công suất của nguồn thì các bạn có thể sử dụng tốt tất cả các loại động cơ mình đang nêu ở trên, như là động cơ 895 này, giảm tốc 75, 75 12.000 vòng và 75 18.000 vòng, motor quạt, động cơ 550, động cơ 555, cái này là dùng khoan 555 nha các bạn nhé, động cơ 555 và 395 và giảm tốc của 550, 555, cái này là giảm tốc của động cơ 555 này. Tiếp theo thì mình sẽ thực hiện test lần lượt tất cả các loại động cơ này. Sau đó thì sẽ so sánh nó với một vài cái nguồn khác như là aqui hoặc là nguồn 5A. Và để test cái độ chuẩn xác của cái đồng hồ này, đầu tiên mình sẽ test thử coi cái độ chuẩn xác của đồng hồ này và cái volume này nó có chuẩn hay không. Chắc chắn thì nó sẽ có sai số, nhưng mà xem coi sai số của nó như thế nào. Các bạn nhìn vào đồng hồ ở đây và đồng hồ ở đây. Bây giờ mình sẽ đo như sau. Các bạn để ý hai cái đồng hồ đang làm, một bên là 3.37 và bên này là 3.38.5. Mình sẽ lấy cái đồng hồ này làm chuẩn nhé. Cái dao động của nó thì không đáng kể đâu, chỉ không chấm mấy vôn thì nó không hề đáng kể. Nhưng mình sẽ bạn lên 4.7 này, các bạn thấy chưa? 4.71 và 4.70 này, chứng tỏ là cái volume của nó rất là mịn luôn. Trên này sẽ là 9.77 bên này, thấy không? Độ chuẩn xác khoảng 99%. Nhưng mình sẽ bạn lên 19. Bên này 19.2, ok. Vậy là sai số khoảng 0.02. 24.49, bên này 2.15, các bạn thấy không? Cực chuẩn luôn. Các bạn, cái độ mịn của cái điều tốc cũng ok. 21 nè. Mình thử chỉnh lên 22 coi. Đấy, vẫn mịn được. Bây giờ mình chỉnh xuống 19 nha. Đấy, 19.1, như vậy cái độ mịn của cái volume này khá là ok và cái độ chuẩn xác của đồng hồ cũng là ok luôn. Rồi, bài test thứ nhất. Bài test thứ hai thì mình sẽ test cái công suất của nguồn đối với từng cái loại động cơ này. Và để so sánh, mình sẽ so sánh trực tiếp trên nguồn tổ ong 5A thì các bạn sẽ biết được nó như thế nào. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái nguồn tổ ong 12V 5A. Model 12V 5A, ok. Đầu ra 50mm luôn. Rồi đây, đầu tiên thì các bạn, mình sẽ cắm cái này vào đây. Mình sẽ cắm nguồn vào. Trước tiên mình sẽ test con motor quạt.
Đây là mình đang test trên nguồn tổ ong. Rồi mình sẽ đo cái số vòng của nó cho các bạn xem. Và lần test thứ nhất thì nó là 7400 vòng. Lần test thứ hai này vẫn là 74. Lần test thứ ba này vẫn là 74. Với 12V5A thì motor quạt này sẽ chạy ở tốc độ khoảng 7400 vòng trên 1 phút. Và ở đây là tốc độ không tải nhá. Khi mà có cánh quạt vào thì nó quay rất là chậm luôn. Hơn nữa là khi các bạn sử dụng motor quạt này nè, thì các bạn nên phải sử dụng điều tốc. Bởi vì quạt là nó phải có điều tốc. Bởi vì khi các bạn muốn tăng cái độ mạnh, độ nhẹ của quạt ấy, muốn mát vừa hay là mát vừa phải, thì các bạn số, các bạn thấy là quạt nào nó có số 1, 2, 3, 4 hết. Với các bạn nếu mà chế quạt mà dùng motor này thì các bạn, mình nghĩ là phải có chứ không phải là nên nhé. Phải dùng điều tốc. Rồi, mình sẽ bỏ cái nguồn này sang một bên. Tiếp theo là mình sẽ gắn vào cái nguồn của adapter đa năng. Và mình sẽ test tiếp tục. Bây giờ mình sẽ test cái thông số của nó, là các bạn sẽ bạn nhìn này, đó là 7456 lần test thứ nhất. Lần test thứ hai vẫn là 7456. Lần test thứ ba vẫn là 74. Như vậy thì hai thằng này hoàn toàn bằng nhau, nó không chênh nhau bao nhiêu cả. 7400 vòng chỉ hơn nhau khoảng mấy chục vòng thôi, con số rất nhỏ và không đáng kể. Ở cái bài test so sánh thứ nhất trên motor 775 quạt ấy, thì các bạn sẽ thấy là nó hoàn toàn không khác nhau gì về cái tốc độ của motor quạt cả. Và bây giờ mình sẽ làm cái bài test thứ hai để thấy được cái sự rõ rệt về sự khác nhau giữa hai cái nguồn này cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ cắm vào cái chuôi nguồn của cái adapter đa năng. Đo lại một lần nữa cho chuẩn xác này. Vẫn là 12V, 37 và 12V4. Rồi, bây giờ mình sẽ test trên con 895 này. Và thực hiện đo cái tốc độ của nó. Lần test tốc độ thứ nhất sẽ là 11.777 nè. Lần test tốc độ thứ hai sẽ là 11.000. Vẫn là 11.790 nè. Lần test tốc độ thứ ba vẫn là 11.785. Đây, sau 3 lần test. Đó. Rút cái đầu này ra, gắn qua cái đầu của nguồn tổ ong. Đây, vẫn là 12V46 trên cái giắc của nguồn tổ ong. Và vẫn còn motor 895. Bây giờ mình sẽ cầm nó lên và cắm nguồn. Đấy, các bạn sẽ thấy là motor nó sẽ bị chạy kiểu này. Chắc chắn là có nhiều bạn bị như vậy. Rất là nhiều khách gọi cho mình hỏi là anh ơi, tại sao em mua motor về mà gắn vô nó vẫn chạy, nhưng nó chạy được một vòng lại nửa vòng lại dừng lại. Là bởi vì nguồn của các bạn là nguồn 12V, nhưng nó không đủ công suất để tải cái motor này. Còn tới 12V5A thì nó sẽ là, trên thực tế con A của cái nguồn tổ ong này trên hiển thị á, là từ nhà xuất báo về là cao hơn cái nguồn đa năng này, nhưng mà nó lại không đủ để hoạt động cái dòng motor 280W này. Đây là dòng xả của
cái dòng của con adapter này, là dòng thật, còn dòng trên cái nguồn tổ ong này này là dòng ảo. Mình đã test trên rất là nhiều nguồn tổ ong 12V5A rồi, không con nào chạy được cái motor 895 này cả, nó chạy là đều bị giật giật như vậy hết. Còn mình đang để ở chế độ 12V3 A của nó thể hiện là 2.5 mà vẫn chạy được 895 bình thường, chứng tỏ ở đây là dòng xả thật này. Bởi vì trên thực tế ra dòng của nguồn tổ ong này nó không có đủ 5A, nếu đủ 5A là sẽ chạy được. Bạn nhìn cái đèn màu xanh nó nhấp cháy liên tục này, và nguồn nó rất là bị nóng, đã ra hoạt động hết công suất mà vẫn không chạy được cái 895 này. Nếu các bạn muốn chạy 895 này này, các bạn phải dùng ít nhất là nguồn 12V 10A hoặc là nguồn 12V 20A thì mới chạy được nổi cái công suất của cái 895 này. Cái so sánh cuối cùng nó là mình sẽ test nó trên bình ắc quy. Và để ý ra ở đây mình đang có một cái bình ắc quy, vẫn là cái bình GS 12V 6A. Đây, GT6A. Đây là jack ra của nó này. Trước khi test thì mình sẽ thực hiện đo cái số von ở trên bình, xem nó còn được bao nhiêu. Đồng hồ đã hiển thị là điện DC 12V 35. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ test cái lần cuối cùng trên motor 895. Ắc quy thì chắc chắn chạy được rồi, chạy ok thôi. Vậy dòng của ắc quy nó rất thật và nó rất là mạnh. Các bạn nhìn cái độ sẹt lửa của nó, các bạn biết này. Đấy. 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 Rồi, ok. Cực mạnh luôn. Mình sẽ đo cái số vòng của nó. Số vòng lần 2 11980 7769. Vòng lần test thứ 3 là 11971. Đó, số vòng mà mình test được á. Đây chỉ là test ở tốc độ không tải thôi, còn có tải vào nó còn khác nữa. Có tải thì chắc chắn là ắc quy sẽ là thằng mạnh nhất, bền nhất, nó chịu được cái khả năng ép của động cơ. Và trước khi kết thúc clip thì mình sẽ thực hiện test tất cả các loại motor trên cái nguồn đa năng này. Vẫn là 12V, nhưng mình sẽ test trên con điều tốc này. Đó là đang chạy ở tốc độ 12V. Tiện đây thì mình sẽ test luôn cái số vòng của con này ha. Bây giờ chưa có test. Ngàn vòng các bạn, lần thứ hai này vẫn là 1.000 vòng, lần thứ ba 1.000 vòng. Một ngàn rpm. Bây giờ mình muốn cho nó giảm xuống. Đây là tốc độ không tải nhé. Khi mà các bạn có tải, ví dụ như các bạn làm chế quay gà ấy, thì nó sẽ cái vòng nó chắc chắn nó sẽ giảm xuống nhiều. Và để điều tốc được, ví dụ các bạn muốn làm xe thì các bạn sẽ cho cái tốc độ nó cao hơn, chế xe cho em bé này. Rồi mình sẽ tăng max lên 24V. Và test tốc độ lên 2000.
Đây, tốc độ lên 2000. Mình sẽ cho nó xuống 3V. Em có nó chạy bao nhiêu? Đây, đang 3V 36 nhá. Nó chạy cực kỳ củ chuối luôn này. hai trăm năm mươi sáu vòng. Đấy, này thì các bạn làm quay gà ngon luôn, làm máy nướng gà, nướng vịt. Còn các bạn muốn giảm cái vòng này này, nó có một cách nữa, đó là gì? Các bạn sẽ gắn cái bánh xích, cái bánh xích nhỏ vào đây và cái bánh xích lớn hơn ở cái đầu quay thì vòng sẽ giảm xuống. Ví dụ tỷ lệ các bạn muốn căn xuống nó chỉ còn khoảng 100 vòng thì các bạn dùng cái pulley kéo khoảng 1/3 thì tự động sẽ giảm xuống. Đấy còn một cách nữa để các bạn giảm cái số vòng. Các bạn giảm cái số vòng xuống thì cái tốc độ sẽ chậm lại nhưng mà cái lực của nó sẽ tăng lên. Vẫn đang 3,7V. Mình cắm vào motor. Con này là 12.000 vòng này. Chạy bình thường này. Quay bình thường nha. Motor quạt nãy test rồi, bỏ. Còn cái này thì mình sẽ cắm trực tiếp vào đây luôn, tại vì jack nguồn của nó là jack 50 ly. Bỏ ra này. Quay bình thường 3,7V. Bây giờ mình muốn test lên này. Các bạn có thể nghe cái vòng của động cơ, nghe cái tiếng kêu để cảm nhận cái vòng tăng của động cơ. Càng tăng lên thì nó sẽ kêu càng to và nó quay càng nhanh hơn. Rồi, khoan 50 chạy tốt. Khoan 395. Khoan 395. Chạy bình thường luôn. Vôn vẫn chạy nhưng mà nó chạy yếu, khoan không được. Các bạn khoan được thì các bạn phải để khoảng 15V thì các bạn mới khoan được. Xin lỗi, cuối clip thì mình sẽ có một cái video để test cho chiếc khoan này luôn. Cái motor cuối cùng mà mình sẽ test đó là động cơ giảm tốc 555. Con này nhỏ gọn này, mạnh lắm, chế máy nướng gà cũng được rồi, không cần motor lớn hơn đâu. 12V DC, tốc độ của nó là 500 vòng. Nếu ở 12V này, đó, 500 vòng. 24V vẫn chạy tốt nhé. Thấy không? Tất cả các motor này đều chạy được 24V hết. 12 đến 24V chạy tốt. Nhưng mà thường thì các bạn chạy chuẩn thì các bạn nên chạy 12 thôi. Nó ít ăn mòn than và nó bền hơn. Chạy 24V công suất của nó lớn. Ví dụ các bạn đi xe, các bạn để ý mà xe của các bạn là xe Exciter 150 mà các bạn lúc nào cũng chạy kéo lên xe là kéo 150 thì khoảng đi khoảng một tuần là vứt xe đi. Chẳng ai đi hết công suất bao giờ cả. Thường các bạn đi xe máy các bạn chỉ đi khoảng tầm khoảng từ 40 đến 60, có thể là 80. Mình là như vậy, chạy quá là bị bắn tốc độ rồi. Ok, như vậy thì mình sẽ xin phép kết thúc cái video ở đây. Mình vừa review xong cái sản phẩm mới, đó là bộ adapter đa năng test trên tất cả các sản phẩm của bên mình, đó là motor 75 18.000 vòng, motor giảm tốc 75, motor giảm tốc 555, motor 18.000 vòng, 12.000 vòng của 75, motor quạt, động cơ máy khoan 550, máy khoan 395 và motor 895, tất cả đều hoạt động bình thường trên nguồn đa năng này. Các bạn có thể đóng góp cho mình ý kiến phía dưới phần comment. Nếu thấy video này hay có thể chia sẻ, nhấn subscribe kênh để ủng hộ kênh cho mình. Các thông tin về sản phẩm mình để link đính kèm phía dưới. Các bạn có thể click link để tham khảo thông tin sản phẩm hoặc truy cập website của phongdy.com để biết thông tin về sản phẩm.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.